Kính thưa quý vị, theo như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, cá cảnh là một trong những sản phẩm nông nghiệp chính trong chiến lược phát triển nông nghiệp đô thị. Hiện nay, xuất khẩu cá cảnh của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 17 trên 125 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chiếm tỷ trọng 1,2% của thế giới. Trước đây, nói đến nghề nuôi cá cảnh, nhiều người chỉ nghĩ rằng nghề này chủ yếu làm ăn nhỏ lẻ, phục vụ cho người chơi cá cảnh trong nước là chính. Nhưng quý vị biết không, hiện nay đây là nghề kiếm ra tiền tỷ đồng, thậm chí là tiền triệu đô la. Đúng như câu nói, làm chơi, ăn thật. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng tận một sở thị, một trong những doanh nghiệp có tên tuổi trong làng cá cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp cường cá cảnh Vina Fish Farm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018 đã xuất khẩu được 2 triệu con cá cảnh, trị giá nửa triệu đô la Mỹ. Dư địa cho ngành cá cảnh xuất khẩu Việt Nam mình còn khá là lớn đấy. Thì một số thị trường ví dụ Trung Đông, Bắc Phi này nọ thì họ cũng đang có nhu cầu rất lớn về các dòng cá cảnh nhiệt đới. Mà Việt Nam mình là một trong những nước có thế mạnh về các dòng cá cảnh nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á. Từ số lượng cá ít ỏi nhờ ứng dụng công nghệ lai tạo giống và việc nhập nhiều giống cá cảnh ngoại về nuôi thành công, bộ sưu tập cá cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh với hàng chục giống mới độc lạ đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu đa dạng mới lạ của thị trường cá cảnh trong nước lẫn quốc tế. Đối với thế giới, cái nhìn của họ về cá cảnh mà đối với Thành phố Hồ Chí Minh mình còn rất mới mẻ. Thế thì cái việc xúc tiến thương mại này tôi nghĩ là cái việc rất là cần quan tâm, làm thế nào cho bạn bè thế giới họ biết đến mình nhiều hơn. Cá cảnh Việt Nam được đón nhận ở nhiều thị trường cao cấp như Mỹ, châu Âu, Trung Đông. Với những thành quả đạt được, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ sản xuất được khoảng 300 triệu con cá cảnh, trong đó dành cho xuất khẩu từ 16 đến 20% và kim ngạch ước đạt 50 triệu USD. Thành phố rất quan tâm chính sách hỗ trợ về cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, cho các doanh nghiệp nghiên cứu về giống mới, cho các doanh nghiệp có điều kiện để nhân ra các cái sản phẩm để đảm bảo cho cái nhu cầu cho thị trường cũng như xuất khẩu. Theo đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều tiềm năng để phát triển nghề nuôi cá cảnh khi nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước đang tăng lên từng năm. Cá cảnh Việt Nam đang rộng đường bơi ra biển lớn.